Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đã có mặt tại thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Mà ở đây có một người đang xem bói, nhiều người khác tìm đến ở nơi này. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đang chuẩn bị đi vào trong để xem thử như thế nào. Thật sự đúng như lời đồn không? Xin mời quý vị. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đang đi vào đây xem bói. Nơi này nhiều du khách tập trung về đây để xem, nghe nói là rất là hay. Không biết là như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đi vào trong để xem thử cuộc đời mình ra sao và như thế nào. Xin mời quý vị. Ở trong rất là đông nha quý vị, đang ngồi chờ đến lượt. Đi xem bói giống như đi khám bác sĩ vậy đó, chờ tới lượt rồi mới được vào. Phía sau lưng của quý vị, đây là ngôi nhà của cô tên Hạnh. Xem bói, nghe nói đâu là xem bói rất là hay. Ở thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xin mời quý vị và các bạn vào trong để xem như thế nào, xem tình duyên của tôi ra sao nhé. Xin mời quý vị. Ở đây là rất là đông nha quý vị, nhiều khách đang chờ. Cái đây là tự động. Ở trong ông cậu bảo bổ đi con tôi cho mua vào. Nào ông cậu xích vô đây cho. Nó cứ rớt ở đây ông ta. Ông ta đâu? Dây dài quá. Dạ. Dào đúng dào. Để xôi ông nè. Cậu xích cho con chút nữa thôi. Đúng nhờ. Cô đi về nha. Dạ. Ông cậu tên gì? Tên Đông. Tên Đông, ông cậu Đông. Giỏ xưng hô. Nói nó có nghi bên đó không? Có chứ. Dạ dạ. Nói là cho về cẩn thận. Làm đi thuốc cái ạ. Nếu thiệt tình mà con cho ông cậu Đông như thế này nè, hiểu không cậu Đông? Cho không biết là cái người của công việc của cậu Đông là YouTube cho không biết. Nhưng mà thiệt tình con cho vô thấy hầu giờ cậu Đông chưa được trụ công việc nào hết đó cậu Đông à. Lỏng đỏng, lập sập. Cho Đông hiểu cho nói không? Rồi. Không có đụng được cái công việc nào được cái tròn trẻ cho cô một chút với cậu Đông à. Lăng bông lăng be nha. Giờ cậu Đông mà hứa được cái công việc YouTube này. Cậu Đông hiểu có nói không? Lúa tá thẳng tay mà mình không hưởng thì mất đáng chịu nghe chưa? Là công việc như thế này nè. Cậu Đông hiểu cháu nói không? Rồi. Mà thiệt tình cháu nói không cậu Đông như thế này nha cậu Đông nha. Không có việc nào hoặc không có công việc nào mà trụ bằng cái công việc này hết đó cậu Đông. Người ta ông cậu Đông làm bê 721 mà cậu Đông nhảy cậu Đông đi à? Cậu Đông hiểu cháu nói không? Rồi. Mà thiệt tình cái nhà của cậu Đông ở là bị quạt ở cái nhà tao đường không cậu Đông? Ừ. Là hai vị đúng đâu nghe. Là hầu chia là phía chủ ông ngoại chứ ông cậu Đông là phía chủ ông Bê á. Ông về ạ? Ông về là ở Nha Trang. Ông mẹ là ngoài đó. Ý là cái nhà là hiện tại đỡ đó cho mẹ ở chứ. Đúng rồi. Là gọi là nhà tao đường á. Ừ. Ông cháu Đông ở. Ừ. Mì ruột ông cháu Đông chung bỏ dân mà ông cháu Đông. Ông cái đây là hồi giờ mà không có biết không có rành mà cái mẹ. Ừ, không tao cho cơ hỏi á. Mẹ hiện tại giờ bà ngoại ở cái nhà tôi đưa ngồi đó mà sao cậu Đông biết đâu, cậu Đông ra chưa? Thì hai mẹ con ở chung mà. Ở chung với mẹ luôn đúng không? Ở chung nhà luôn. Ông cậu Đông thấy nhà bà ngoại có cái trang nhỏ gì không? Có. Vậy là gọi là bỏ dông á, hiểu cháu nói không? Với lại hầu chia ông bè đỡ rất dông rồi xong cho chung vô luôn á. Này cái nhà tôi đưa ông cháu hiểu cháu nói không cậu Đông? Rồi. Cậu Đông, mẹ bà ngoại có cái nhà nè, cậu Đông mà. Giờ cô xôi trong cái nhà chúng mình là tôi cũng coi cái công việc của cậu Đông một cô kia cô nội cậu Đông nghe. Rồi. Cô cái tình duyên đồ kia nọ nghe. Rồi ok.
cái nghe của bà Cót là dạng gì mà bà Cót là hết đất luôn hả cậu Đông? Đúng rồi, hết đất luôn. Vậy cũng thấy là không còn đất luôn á. Tại mấy cái rô trong đây hả? Có. Tôi không biết tem hiểu như thế nào. Là bà ngoại Cót đất ở ngôi sau chỉ có một chút chiếu thôi hả cậu Đông? Ở nhìn Cót hết luôn, ở ngoài là Cót hết luôn. Vậy ở ngôi sau còn chút chiếu được rồi chém thôi. Cô chú chiếu tao cho phải là cô một lô hai lô hiểu không cậu Đông? À, đúng rồi. Là nhà sạch luôn á. Còn hai bên hông này cặp chết người ta ở luôn á. Cậu Đông hiểu là cóc ngay chung chung nhau ở á. Đúng rồi, xét xét nhau đó. Dạ, xét xét nhau, quần trần quần xét nhau. Ở trong đất hiện tại giờ cái nhà tôi luôn bề ngoài nè. Bề ngoài ở mấy đất rất cứng nha cậu Đông. Cứng gơ lắm. Cậu Đông hiểu chỗ nói không? Yeah. Mẹ ở trong cái căn cung bông đẹo trong cái dông thổ như bề ngoài như thế này nè. Ở cái căn cung bông đẹo là chó một người ở lớn lắm. Mẹ quả là người trần mất tịch mà bạn không biết. Chỗ Đông cũng còn quế nhỏ. Chỗ Đông hiểu chàng nói không? Là cái căn cung bông đẹp bà quả như thế này. Hầu kia là có cái ông về ở trong nhà á. Hiểu không? Cho nên là cậu Đông cứ thấy bề mẹ mình bé ưa mệt, ưa bệnh không cậu Đông? Có, cũng có. Dạ, cho nên là kêu bà quả thường đứng trước sân thấp dùng trạng bê cây nhan giải trước sân dùng con ngang. Giải cao một trong đất là tự nhiên bà quả bà phỉ lại liền. Chỗ Đông hiểu con nói không? Yeah. Chứ không thôi là bà ngoại bà cứ ngặt nghèo quá. Lại ưa bệnh á, hiểu không cậu Đông? Cậu Đông tuổi gì? Tuổi Dần, 1986. Chẳng lẽ ông từng có vợ rồi không cậu Đông? Cậu Đông? Chưa có. Trời ơi, ớ vô ông nào? Ế rồi hay sao? Cậu ấy, tuổi Dần 1986 là bao nhiêu tuổi cho không biết? 35-36 rồi. Đèo hoa thì có đèo hoa. Hiểu không? Ông chậu Đông. Rồi. Nhưng mà thiệt tình chỗ nó cậu Đông nha. Không phải mình gọi là mình kiếm chọn. Hiểu không? Nhưng mà chưa được hướng mắt được người nào vô lọt tay mình lắm. Mà hiện tại bây giờ mình thì mình thật thề. Mà toàn gặp quỷ gặp mê không mà cậu Đông mà. Nó quen mình được hưởng cái đồng ngon rút. Rút. Cậu Đông hiểu chỗ nói không? Nhưng mà cái tánh tình ông cậu Đông thì cọp. Ăn ngay thì mình nó thẳng. Mình định bợ người ta không có được. Cậu Đông hiểu chỗ nói không? Okay. Mình năm nay cái tuổi Dần cậu Đông bị cái tâm tai nè. Gặp xỉu thổ nữa quật lên ông chịu không nấu gánh hai vai không yên hơn hồn đâu ông ngược quay lại nhà cho nghe chưa đây cũng cũng có duyên cũng có cơ duyên mới vào đây nếu mày năm nay tôi xỉu mày về không phải xỉu thổ ông cậu Dân à thì ông cậu Dân ngon lắm mày năm nay gặp trúng xỉu thổ nữa xỉu hung á xỉu cái đất thổ lên á cho nên là nó quật cái tủ Dân của mình chịu không nấu cậu Dân hiểu chỗ nói không rồi cậu Dân ngủ là cậu Dân cũng có giật mình cho cậu Dân giật mình không lúc mình ngủ mình không có để ý á cũng nghe bà mẹ mình nói lại nó sang ngủ hai mớ về này giật mình xem cái mày giận á con xin lỗi cậu Dần cậu Đông cậu đụng cái mình cậu Đông chút nha rồi không sao xích vô con chút cậu Đông cậu chừng nó rớt cái máy ảnh ra rồi không sao chiều đâu chút với ông cậu Đông không sao đâu xì hai cái tay ra. Có người theo cậu Đông nè. Người dạng khúc mặt á cậu Đông mà mình quyên ai mình cũng thấy mình chán mình nản á cậu Đông. Mình không có mè. Ví dụ mình có quyên người ta hiểu không cậu Đông. Cậu Đông cũng có bồ, chẳng phải là không có bồ. Tự nhiên mình nản cậu Đông mà. Mình chán lắm. Mình không có tấu tiệp người ta như là bưng trầu mâm quẻ. Cậu Đông hiểu cho nó không? Tự nhiên quyên nửa chừng cái bức cạnh gáy. Quyên nửa chừng cái bức cạnh gáy không à. Tình duyên mình nó lật đận á và lại có người theo ém cậu Đông nữa. Ví dụ bị dương bị đô á cho nên con nói cậu Đông cho nên là nè nó khổ cái này con sợ rơm dùm chân nghe chưa rồi cậu Đông quay xuống lưng lại giùm con ơi nó có rớt không tè không sao đâu mẹ cậu Đông vớt tin tưởng bạn bè giùm cô như cậu Đông rồi tin tưởng bạn bè chứ mình ngu nữa nghe chưa bạn bè giờ cũng tin cũng tưởng hiểu cậu Đông mình cảm thấy mình cái nào mình ok thì mình làm mình nuôi thì mình thuộc chứ đừng có nghe lời bạn bè hiểu chưa rồi ngồi YouTube này ngon lắm á quay lại đây cho con đừng có mày tin mày tưởng bạn bè nhiều nghe không rồi cũng được nhiều cú đâu không phải mở bớ cú đây đâu chưa con ghi trong miệng vỡ nha tôi không nói cậu Đông nha mày con ghi trong miệng vỡ cậu Đông có chấp nhận thì cậu Đông chịu thì cậu Đông làm đầu trước á thì con phải nói nhỏ cậu Đông cái này cho con không nói to để cho người ta biết cậu Đông hiểu luôn nói không con ghi trong miệng vỡ nha
gì đấy? Hút. Không, cái này là không à. Đừng có cho cái này nghe chưa? Bạn bị có rủ, bạn bị cậu Đông tù thứ dữ không nha cậu Đông? Không phải dòng hưa đâu nghe chưa? Ăn tao hút chích lắm nha cậu Đông. Nhưng mày chừa cái này dùng cho con, nếu mà ông cậu Đông mày dính cho cái này vô là cũng khó mày gỡ cho cậu Đông lắm. Cái này thôi giờ là không có dính, không giờ từ nhỏ giờ cũng không có dính, không có đụng vô. Cho nên cô nói cậu Đông này, bạn bị của cậu Đông thứ dữ không à? Phải dần hiền đâu. Ông cậu Đông có mở cái tiệm gì chứ cậu Đông? Ông vô có mở tiệm gì không? Có mở tiệm làm tóc mày là nghỉ rồi. Hèn chứ có thấy hiện cổ có mở tiệm. Tiệm tóc nó cũng nằm ở trong hốc chứ cậu Đông nha. Đúng rồi, trong hốc, trong hẻm nó. Ừ. Tóc nem cho cậu Đông. Đúng rồi, nem. Ừ, quê không cậu Đông? Đúng rồi, quê là phải dẹp luôn rồi nghỉ. Con thấy khách trong chó cậu Đông không? Khách không có hả? Đúng rồi, thưa. Ừ. Không chó một bóng khách luôn á cậu Đông. Bé Hồng là tối nhiều, bé Hồng có 1000 người vậy. Mẹ thưa là trên hết. Cho bộ khách đông mà con thấy không có. Muốn con tẹo tình duyên không? Cũng muốn lắm, giá tuổi này cũng muốn lắm. Dạ chứ, giờ con thấy cậu Đông cứ lừa vơ vắt vơ ở ngoài đường à. Con chó bồ bịch rồi gì chứ không? Thì cũng sợ đâu. Con sợ đâu rồi xong cho mới cho ông cậu Đông uống nước của mẫu. Rồi xong nó mới hết rồi, còn giờ cậu Đông mới có được tình duyên lòn. Nước mẫu mì à. Nước cho mẫu mẹ, ông cho cái gì về buồn ngãi gì đâu trời. Nhà con lem không có buồn ngãi gì đâu. Chị ông quay gì sao chưa khách nó vô nhiều chịu cho nẩu lem cho nẩu. Ừ. Tại lãnh nó vô đây cũng còn hết quên lèn là lãnh rồi. Đông lắm hả? Thâu cho khỏi nói. Từ Huế, từ Bắc, từ Nam, từ Trùng Lâm. Còn đâu uống nửa ly đi. Uống nửa ly hả? Đúng rồi, chồng nửa ly ra kia thay đầu thay cổ. Lấy cái micro ra cho đỡ mất công nó dính vô. Rồi lên kia thay đầu thay cổ. Lấy cái đây ra, mới thay cho xe ông thay, ông đi ra kia ông thay được. Thay được hả? Ừ. Thế đi làm sao, gắn vô gì vô đâu. Nó coi biết trong đây nè. Ờ. Vậy thay liền thay, chút nữa thay. Thôi chút nữa thay cũng được. Chút nữa thay, thay sau đây. Cái tuổi dân nó lòn đòn tình duyên lắm. Mẹ tuổi dân thằng anh đang mẹ cũng lớn. Ừ, mà con mẹ không đây có người thay đồ lớn như cậu Đông. Người dòng chất dùng á. Cậu Đông. Dạ. Người thay đồ trì lớn, phải có cái tâm. Mình bè để sống cho mình ông có chất dùng. Hiểu không? Ông cậu Đông. Người thay đồ trì con mẹ ông lớn, có cái ông ở trong đất đồ trì lớn lắm, thi hoa dai cậu Đông à. Cho nên con nói cậu Đông nghi phải cố gắng giùm con nghe chưa. Năm nay nếu mà thực tình cho nói cậu Đông nè. Năm nay của mình nè, cái tuổi dân nè. Chỗ có cậu Đông, cái tuổi dân nè. Năm nay nè, đầu tháng 1 nè. Mà cái năm nay năm Canh Tí vừa rồi cậu dở lắm nha cậu Đông. Heo tài heo của. Nhưng mà cái năm nay này chuẩn bị nè, quay được cái tháng 1 nè. Đầu tháng 2 cậu Đông tốt, cậu Đông ngon. Hiểu không cậu Đông? Rồi. Nhưng mà tới tháng 2 xong rồi tới tháng 6 cậu Đông hơi trục trặc một chút. Xong quay tháng 6 tới tháng 11 là cậu Đông hơi trục trặc một chút. Nhớ giùm con tháng 1, tháng 6, tháng 11 là cậu Đông hơi trục trặc một chút á. Rồi. Huy Đông Tây nó mà nhớ nè. 3 tháng đó 1, 6, 11. Cô cẩn thận giùm con kiểu bị lừa hoặc là mất nick YouTube á. Ừ. Hiểu không? Rồi. Kiểu bị xéo trộn của mình. Cho nên phải cố gắng giùm con nghe chưa? Mô Phật, hỏi gì chim? Còn cái vụ tình duyên là sao thấy tới đâu rồi? Hả? Tình duyên của cậu hiện tại giờ con thấy nó lận đận lắm. Lận đận lắm hả? Ừ. Cô thấy không tròn không trụ quá cậu à. Ừ. Nó cứ vờ vơ vất vơ như cái ngọn núi bập bềnh bập bềnh bập bềnh bập bềnh bập bềnh. Cho Đông hiểu chú nói không? Rồi. Cậu Đông muốn cô tẹo tình duyên không? Có, cô tẹo càng tốt. Về mì ra bước lấy lọc vô bảo mì chứ ông ngồi đang bước không được đâu. Cô tẹo tình duyên nghe. Giờ tuổi này cũng ba mấy rồi mà chưa có ai hết là ế rồi á. Mẹ người ta nhìn cậu Đông vô nó cậu Đông kiến tròn không à? Ờ, đa số là nó nói gì? Người ta nói kiến tròn. Ừ. Nó mẹ nó kiến tròn ghê không? Nó từng lựa gái từng vip vip. Chứ con chụp chụp là không chịu. Thôi con chèo tình duyên cho mẹ. Dễ dạ.
Ông quay gì đây người ta tớ nhiều coi sao ông quay thêm nhanh chào đồng. Ok. Quay thêm không có tài dần chứ. Ừ đúng rồi. Ừ. Biết sao giao một làm công việc là một ngày nghỉ một ngày, hôm nay nghỉ được nghỉ nên mới đi được. Để cho con cứu như cái người bông cầu đông à, người bệnh quẹo này chứ. Rồi quay cái đây xong bây giờ mình đăng lên mạng, đăng lên tương dân tôi bông mà này, cho người đó, dân đã lãnh rồi đó. Người ta vô xem chắc người ta biết hay rồi tới vậy nhiều thêm nữa. Dạ chứ tại vì con thấy cứu những cái người che cho nhà con không có dù tiền đồ bẹt ai ăn hết trơn á. Ừ. Vì để con cố gắng về mình đăng nó cho hồi chỉnh rồi nhiều người biết thêm biết đến nữa để người ta chữa bệnh thôi chứ không phải là chúng ta tiền bạc phải không? Dạ, vậy trong là gì ở cái gì của cậu Đông này, cái gì đây? Cái Facebook hay là cái không, gì không, không, chứ cái gì đây nè? YouTube hả? Đúng rồi. Quỳnh Đông Đà Lạt. Quỳnh gì ạ? Quỳnh Đông Đà Lạt. Quỳnh ở Quỳnh hát á, hát ở đâu? Không ghi không chậu. Thấy lìa lìa, khiến tròn gốm. Đây, chú 1000 mấy người theo dõi luôn á, ông chậu. 9.000 cho 9 à nè, à 9.000 quên xin lỗi. Ông Quỷ mất dạy. Quay sau lưng lại không cậu Đông. Cố gắng quay lại chút em. Rồi. Chú mày đem cái xe máy xin lỗi luôn. Chị vừa lọc bị đánh tay không nè. Ờ. Thì rất là xấu á. Chú mất lỡ một chút nè. Cô chân mẹ bệnh á. Quay lại cậu Đông. Ông nhìn mày trong cái đám rồi. Ông trông trông á. Bước một lấy một ơi. Bước lá nào cũng được mà. Đúng rồi, thì lòng hiệu tâm của mình bước tao. Nhìn lá này tốt bước. Nhìn lá này tốt bước. Lúc lên đây chiều nậu vì ngày ngủ chết sao. Bước lên ở đây đấy, trên ngộ đi. Đúng đấy, lọc cho ông cho nè. Cậu lưng cậu, ông cháu bỏ trong mình trong con nghe. Có bốc tiền rồi bỏ trong bốc tiền nghe. Cho lọc tài nó vô lại có được cái tình duyên như cậu Đông nghe. Họ tên cậu Đông ấy. Quỳnh Trọng Đông. Huỳnh Trọng Đông. Tên điệp chưa? Bên cái chuỗi 1986-35-236 gì đó. Cụ tay tên này 36. Trong này em cho ông có một view keo keo một chút. Hiểu không? Thì có chút tiền. Hầu từ khi tới giờ làm chưa có lục view là được 2 triệu không? Có chứ, 2 triệu là không có rồi, 2 triệu cao quá. 2 triệu quá, ví dụ 2 triệu là cũng thấy không cho. Không có luôn á, 2 triệu là khủng á. Thì giờ trong làm cho ông được có 2 triệu nghe chưa. Hiểu không? Được. Ông chàng quay chị tôi có 3 triệu luôn, 4 triệu luôn cho 2 triệu làm cái gì. Nếu tốt như vậy là lần sau vô nữa. Có duyên rồi vô. Không duyên bá tay. Chở gì ông cậu nhắn tin cho bà chị Trôn á. Hỏi nào khách cứ đông không thì nói ông cậu quay video. Rồi. Thì ông cậu phải nhắn tin cho chị Trôn á chứ. Rồi. Chứ nhiều lúc ông quay không có khách làm sao. Khách lúc có lúc không mà. Bỏ trong bóp nha ông cậu. Không, hiện tại là không có sao bóp, bỏ túi cũng được nhắc cũng được. Bỏ túi cũng được, hay còn có ốp lưng điện thoại thì bỏ ốp lưng điện thoại. Mẹ chậu giờ ngầu trong bóng chậu cả gia đình á. Nhà còn mình ông chưa có à. Đâu còn mấy đứa em nữa chứ. Mấy đứa em nữa hả? Ông lớn hả? Đúng rồi. Còn mấy đứa kia chút chiếu à. Mấy kia cũng đứa là kề 88. Có mọi nhà có 4 người. 4 người mà 3 nam 1 nữ. Còn em 88 một tôi nữ cũng chưa có chồng nữa. Con gái đó. Bữa hai anh em vô đây nè. Cho không biết đông quá mà. Rồi. Mô Phật, dạ xong nha. Mình chung đi ra xét. Bye bye ông chào Đông. Hôm nào anh này ông chết bẹt cái Facebook bà chị Trôn. Có gì khách đông mà bà chị Trôn nhắn tin qua cho mày quay video.